Mình xin chào cả nhà. Hôm nay á mình đi chùa. Mình đi qua chùa Vĩnh Long. Cho mình Vĩnh Long thì mình đi ở đây nguyên cả gia đình mình đi luôn. Mình mời cả nhà cùng đi chùa với mình cho vui nha. Sôi nó muốn tới tới sang là sáng hôm qua. Thôi đi qua rồi thôi. Ba ba ngay. Thôi kia lấy xong nó xong rồi. Thôi. Đi chứ gì? Đây nè. Nè, trong sôi lên. Dạ, đây. Bán sao? Con làm hơi khô không em ạ? Dễ khô dễ ngon thôi. Dạ. Sôi luôn. Không có có đậu, có đậu mà nó làm. Nè, sôi nè, để đưa từ từ. Dạ. Dạ. Ăn không mẹ? Không. Nè. Sôi. Không ăn. Không ăn. Rồi được rồi, đủ rồi. Rồi để đi, để đi. Khi nào ăn lấy. Dạ, bỏ vô đi rồi ăn có ăn. Ờ, bỏ vô nữa. Đó, khi ăn đó. Sôi để có lý rồi. Không có xe lèo mà con rồi có mấy xe lèo không? Không bao giờ rớt ra luôn á, mà nó có cái gì á. Thì cùng về xem mình hỏi anh chị Hai Sơn á, mà chị Hai Sơn không lấy tiền, chị Hai Sơn đem vô chuộng nước luôn. Đây là mình xem tại mình bỏ vô cái bao này mình sắp đi cho dễ, nó không bị như rớt ra, nó bự quá mình sợ nó rớt ra. Thỉnh tạ mẹ cô Hai Phương bị sai xe nặng nề rồi, đi muốn với nhà ông ba tầm 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 thả bự bị chạy lên. Bỏ vô đi. Có đi xe ra đó. Đi xe đi, đi xe vô luôn. Ở đây đi. Hai ở đi không phải xe vô. Vậy á, vậy nó nói là số là ba tài xế thì hai má. Đây đi đây. Đẹp quá, ruộng đẹp quá trời luôn kìa. Đi cái nằm ruộng này, xuống ruộng bắt cua luôn. Hồi về bắt cua luôn xong ruộng xuống bắt ốc. Trời ơi, quá trời vừa ruộng nè mẹ, có nhu cầu lụm dừa về bán không mẹ? Con xuống con lụm cho nè. Mua dừa, mua dừa luôn. Cái này bắt ốc thì có không? Ở đây cái vụ có cá rô à nha. Có không, có không? Có cá, cá gì chứ chứ chị còn đồng cái gì. Không, ruộng về là có cá mà. Đó, 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 kìa. Không phải, còn cá rô, cá gô, bỏ con gỗ, nhảy gồ gồ. Nhưng mà bảo đảm luôn, cái này là có cá rô, có đất luôn. Ồ, xe, xe, xe. Đi tới đi, tới đi. Đi
đi tới đi. Mày hái dừa luôn rồi. Không có đã. Đi. Trồng cái cửa lộ đó cô định. Đây. Dạ. Qua giam bột hả? Không phải không? Phải qua nổ nướng. Qua gì nè, qua này nè. Qua gì? Nhưng mà qua qua tím. Qua tím người xưa. Cái này cũng qua dừa tím luôn. Này nè, mấy qua dừa nè. Này qua dừa nè. Thôi đi vô để nghe cửa ra thử tưởng cái này. Vui quá, bên này nhiều quá. Có cái gì đậu mồi hay gì? Đậu mồi hả? Có cây đậu mồi phải không? Không phải cây đậu mồi. Cây gì nè? Cây gì? Cây xanh hay gì á? Cây gì ở gần nhóc luôn? Xanh, cây xanh. Cây xanh hả? Ồ, có đậu mồi ghé hái ăn đã luôn á, chua chua á. Đậu mồi đậu mọt. Ừ. Là cây gán hả? Cây gán. Cái mình là cao chạy, cậu này cây gán nè. Ừ. Ôi, cái này cao chạy không ơi. Cái này cao chạy. Chào cô. Dạ, A Di Đà Phật, xin chào chị. Dạ. Giờ mình đi tới chùa Phật Quang, huyện Tân Bình, tỉnh Vĩnh Long rồi. Mình đi bộ mãi dài vô đây vui ghê luôn á. Đi thấy thì thích mấy cái đồng ruộng á. Giờ mình mời cả nhà mình cùng đi vô chùa nha. Ít chết nó bụng giùm mình. Đâu lại lấy hứng lại hỏi không có hỏi không có hỏi lại thì sẽ bay con em nè lỗi nè thấy ơi tụi tay bà thala tụi tay thala có bị nhiều thơm ghê luôn á đây thala đây thala đã bày hy vọng thala trời ơi cái bụng là xấu thơm thơm quá thơm quá được phước ở đây bụng đựng cánh rồi tụi tay rồi trời ơi mới vừa đụng vô đây nè. Cái thân cây mà ra được từ tạo phương thành dưới rồi. Đâu? Đó. Cây gì không? Thân cây mà thách chưa tự tạo phương. Cái đó là mình lại đây mình lại mở cái mình lại mở cái hai mình lại mở lại đó đi trước đi dạ, mình lại đây mình lại lại đây một cái chào rồi đó đi chùa lại đây mình lại mở cái Hala là có trái nữa đó cụ. Có. Trái nữa nè. Để vét ngoài nữa không? Để có xin vô xin. Bỏ vét hay mang vét vậy? Bỏ vét không mang dài mà không. Xin mấy cái. Sáu. Thank you.
hồi nữa mình lại Phật Quan đang chuẩn bị thay mà chưa không có thay chùa đang thi công. Thầy nghĩ là thay xong chắc là rộng dữ nhỉ. Từng lần đây có chậu hoa lên lần. Đây là sư cô ở chùa Phật Quang của mình tỉnh Vĩnh Long. Trước đây là mình cái chùa của mình là ở dưới đây hả sư cô? Hồi nào về là như vậy hả? Dạ không. Dạ. Trước đây cái chùa nằm ở phía bên cái dạ. Đây. Dạ. Xây mặt qua hướng cây bồ đề. Dạ. Cái chùa nhỏ thôi. Dạ. Rồi khi cô về ở thì mới che mái lá kia. Dạ. Rồi che thêm cái nhà lá bên hông, nói chung vòng vòng nhà lá thôi. Dạ. Rồi sau khi mà sư cô có cái dự định là mình phải xây cái thánh điện mà. Dạ. Thì sư cô nghĩ là mình phải làm cái nhà thiền chế trước để thỉnh Phật qua. Dạ. Mới có chỗ để cho Phật tử tu tập, rồi có chỗ để cho mình ở. Dạ. Thì sư cô mua một cây mua biết ra sao làm được cái nhà thiền chế bên đây. Dạ. Cuối năm 2015 á, giả lại mấy năm sau rồi mới đặt cái chùa công. Dạ. Thì mới khởi công làm cái thính điện ở bên đây. Cái thính điện này sao thì rất nó rộng nó lớn nè, đẹp lắm trong dạ. Bên đây là mấy tầng nữa cơ sư cô? Dạ chùa có một tầng. Dạ. Dạ. Bây giờ mình làm từ trên tới trên rồi. Dạ. Bây giờ chỉ còn làm có mấy. Dạ. Cái này theo mình là bao lâu mới xong nha? Cái tháng thua rồi. Tùy theo cái điều kiện thôi chứ mình thật sự lúc mà khởi công ra làm mình cũng không biết chùa làm bao lâu. Dạ. Dạ. Mình đi vô trong cái dạ, vô cái chánh điện tạm luôn. Phải rồi nói chung là tất cả thỉnh thám lên trên này. Đây là cái mô hình của chùa này sắp xây xong là giống như nhìn thấy một con dạ, dạ đúng rồi, nó dạ. Có hai phần mái và một cái cổ lầu. Dạ. Dạ. Thì mình là đổ bê tông cốt thép và dán gạch. Dạ. 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 Nó mới rồi. Được rồi. Chưa. Dạ. Cái này mình khởi công hồi nào cô? Dạ khởi công hồi 28 tháng 8 năm 2019.
Dạ, em ở bên Hòa Lạc, Mỏ Cày Bắc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Dạ.
Mấy ngày gần đông nè, mỗi học mỗi chùm mà mỗi biết mà, chứ không phải chùm tuần luôn ha. Giờ là có một gió thì cũng đầu giảm nữa nha. Mấy cái này bự bự từ từ nhỏ 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 nè. Quà. Ủa cây nha vậy con rồi năm. Đây là cái lá cắt lòi các anh chị. Lá cắt lòi này ăn với bánh xèo ngon vậy đó. Bánh xèo ngon lắm á. Dạ. Ngày xưa ở vườn đây cũng có nhưng mà giờ hết rồi. Ừ. Dạ. Ủa bây giờ này nè. Dạ chứ mình ra ăn đó mình đâm với muối. Dạ ở đâu có nha các anh chị. Chứ củ gì mình trồng được suốt cái kia. Dạ. Dạ. Dạ phải có sinh củ gì trồng làm giống. Này ăn ngon. Qua đây là cách một tỉnh Bến Tre, cách một cái tỉnh có đâu đây vậy hả? Qua Tà Vinh, qua Tà Vinh thì mới qua đây. Dạ, đi ngang Tà Vinh thì mới qua đây. Dạ, dạ đi ngã đó gần, còn mình đi ngã Hòa Thao thì xa hơn. Bánh này hơn 2 tiếng. Cô biết là cho này. Thấy là em thích nó cũng có phép và đi qua Bến Tre đó. Dạ. Đi qua cái tới Bến Tre. Dạ. Thành sắp làm cái thống hay gì? À, là nấu canh. Nấu canh. Dạ. Cái đỡ này đi. Mới mới chưa sao nó lạ đó. Ừ. Nó dữ dữ hả? Thấy thương kìa. Chắc này lúc mới đẻ chừng 5-10 bữa rồi chứ gì? Dạ mới 10 bữa rồi. Ừ. Chưa mở mắt mà. Chưa mở mắt. Bình thường là mở cửa nó ra vô. Hả? Bữa nay không dám mở. Sợ nó giữ con nó đó. Thấy cưng ghê luôn. Mấy người lạ nó lạ cái sợ. Ừ, thấy không à. Không dám dò hay cái gì ạ. Cái bữa cô điện lại mình nè. Dạ. Mấy em gần tới gần đó chị phải có qua điện cho nào. Dạ. Dạ. Ừ. Dạ. Cô chuẩn bị cho mình xèo xong. Dạ. Mình xèo khéo quá thì được. Giờ con đi ra ăn nha. Cô đang nói em. Ủa bả ngồi với người chị bé ngồi đây đây ngồi tao nè. Thôi anh Hải, sợ nổi em. Bóp đi. Đũa là nhiều cái này nó rớt em mình bóp 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 hái lá cắt lòi nè, lá độc mọt nè, lá dừng, lá chiếc, đủ thứ hết rồi. Cái bự rồi chị hai. Mà bãi có ăn gì không? Cần hô hái gì cho? Nó cần đâu? Tên Tiền Giang á. Mình hái gì mình trồng á cô Hương? Bứng về trồng phải không? Ừ, bẻ nhánh á. Cần về lá phải không? Không có cái lòi này nè. Cắt lòi ừ. Rồi. Trồng không? Đầu cái củ về trồng. Củ mới được. Đang kiếm cái củ về trồng á. Đang kiếm hả? Đi mượn cái cho. Cái gì hỏi 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 xin con là có hết đáp ứng đầy đủ luôn. Đáp ứng đầy đủ hả? Đáp ứng đầy đủ luôn. Tối ngày lùng sục vườn ta. Ăn lấy. Chị hai chấm nước mắm chưa? Dạ. Rồi mình cúng xong rồi mời cả nhà mình sáng nay đi chùa với mình nha. Em Mỹ này cho biết lòi.
lắm. Sao kiếm vậy là không biết kiếm gì nữa đâu. Đâu nói đâu. Nói nói đâu biết mình đã nói đâu. Nếu vậy. Nói gì vậy? Nói gì vậy? Nói gì vậy? Anh thời gian chưa chắc thì biết cái lá cát lội nha. Có giờ biết nữa. Biết mà vậy chứ nói nhẹ gì. Nói lá cái hồ nghe chị làm cái bạn rồi. Phải không? Cái lá đồng hồ là không có điều mà ăn. Ủa sao đó? Nó điều. Nó mặn cục ăn nó ngon lắm. Hả? Nó chát. Điều rồi. Dạ. Nó chát nó mặn hai chào ngò tình tế quá anh. Ừ. Có không? Có hàng, có em chín hàng vô nữa nha. Chứ đâu hả hàng chồng tình tế đâu. Dạ con mời mời lên ăn cơm mẹ. Con mời cả nhà cùng ăn. Mời ăn bà cùng ăn cơm. Vậy mình khỏi cười. Vậy không không bị bên kia đâu coi. Nó dần nó dần nó thật ra. Đúng rồi. Ngon không? Ngon luôn. Đây nè, các bánh kẹo bên đây vô. Nó là cameraman thèm đó. Nhưng đặt có gì. Chiên cái này nè. Cơm nó là không có tét cái đỏ dầu nữa. Phải đỏ vô là nó dầu. Đỏ cái da phải không? Nó ghê nữa thôi. Anh có cái chai dầu từ từ lên cái mặt cái này cũng được. Chưa bao giờ chưa mỏng được về. Giòn không nha. Cái này bằng xào nha. Chai cũng ngon. Này là bằng xào. Em thích cái này. Nhưng mà lại đá cũng không ngon nè. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem clip của mình. Mình xin chúc các anh chị và các bạn có những giây phút xem clip thật là vui vẻ. Nếu như các anh chị thấy thích và hay, nhớ like và ủng hộ cho kênh Mẹ Bảy Miền Tây. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tạm biệt.